Cái cây sung to như này là bao tiền cô? Cô Bích ơi, cái cây sung to như này là bao tiền? 20 triệu. To quá. Nó to quá đâm là rất khó quay các bác. Nó thì nhưng mà các bác lại gần này các bác nhé. Đây, bàn tay tôi nhé. Đấy, thì cho bác biết nhé. Đây cô nói rất chuẩn nhé. Nó rất chuẩn. Nó bị cái mặt trời nó chiếu thẳng vào đây cho nên là có thể khó nhìn. Đấy. 20 triệu cái sung này các bác nhé. Cúc sung rồi. Cái phần thân chính của nó chỉ tầm hơn mét, còn độ 1m2, xong là chia nhánh ra rất nghệ thuật và lùn các bác. Không biết là các bác có nhìn rõ không, vì là cái mặt trời nó thẳng lên, chắc hơi khó nhìn. Mặt trời đang đứng mà. Đấy, có tiền chơi cây này này. Ngày xưa là trên cái chậu lục giác này. Bê nguyên là cái chậu lục giác ra đây. Cây này thì rất hoành tráng nhưng mà tạm thời là đi cây khác, của cây này rất là tối. 20 triệu. Toàn bộ cái vẻ trong này này cứng lên. Đấy. Phía bên tay phải vườn nhà cô Vững còn rất nhiều khu vực ở đằng kia nữa, nhà cô rất là rộng. Cây như thế là bao tiền ạ? Vâng. Cây xanh đấy là như thế là cây bao tiền? Cây xanh 2,5 triệu. Còn cây phi lao này? Cây phi lao là 4 triệu, xong rồi xuống gần là bao nhiêu? Xuống gần là 2 triệu. 2 triệu, hai cây này bằng tiền nhau. Bonsai rất nghệ thuật. Cây này thì chỉ 500. À. Nhưng cây này thì lại 1 triệu, cây này 1,5 triệu. À. Cây này 2,5 triệu. Cây này 1 triệu. Đấy, toàn giá rất hợp lý, toàn quanh 1 triệu thôi. Mua đi anh. Tín đồ của xanh thì ra đây, nên ra đây. Tín đồ của xanh thì ra đây nhá. Bao nhiêu tiền cho những cây bồ đề như này cô? Cây bồ đề này 4 triệu. 4 triệu. Cây này 2 triệu. Cây này? Cây này 4 triệu. Rồi. Nghe này 6 triệu. Này 6 triệu. Còn hai con long là hán này thì như nào? 100 triệu. 100 triệu một con hay là? 2 con. 100 triệu 2 con. Con long rất là đẹp. Chân bệ đúng rất đẹp. Chân bệ đúng giang long luôn. Hai con long. Đấy là đi lướt qua cái báo giá của cô, bây giờ đi chi tiết các nhé. Chi tiết cái. Đây cô còn có từ cái bắt đầu từ cái sung kia đổ lại là cái sung là 20 này. Cái mộc hương này thì cao to quá, không phải là cái mục tiêu của mình. Còn con la hán, con răng long này. Như một cái xanh răng long bác. Con la hán răng long nhé. 50 triệu cây. 50 triệu cây. Cả chậu cả ai đẹp. Đó. Rất nổi tráng. Là hàn răng long. Tiếp theo là con phi lao này. 4 triệu con phi lao này. 4 triệu con phi lao. Sơ sơ tổng thể báo giá các bác là biết là cô Vững là báo giá là khá là mềm đúng không ạ? Tất nhiên giá bán có thể nó sẽ du di một tí. Đấy, dưới này là 2,5 triệu gì đấy, tôi không nhớ vừa vào xong. Tiếp theo là những cây xanh như này. Xanh như này thì chỉ tầm quanh quanh 2 triệu, 1,5 triệu thôi. Cây này 500. Cây này 1,5 triệu thì phải. Đó. Được cái đổi lại cái chậu nó cũng rất là đẹp. Còn thân thế thì nó cũng vừa phải thôi. Tiền nào của nấy không bác?
nào cũng đấy. Con xanh hôm đá rất hay. Đấy. Các bác xem con long này. Long là hán. Rất chuẩn mực. Bông tán đầy. Tiếp theo con bên này như nhau, như một cặp trời sinh. Rất tiếc là cái cây sung kia nó bị nắng không quay được. Và trên này nó có cái lưới che nó rất là tối. Thích cái cây sung đấy. Con me 6 triệu. Rất nghệ thuật. Me 6 triệu. Đấy. Me 6 triệu. Rất đẹp. Bông tán đầy đủ rồi. Rất khỏe, rất đẹp. Rất nghệ thuật đấy. Nhìn thì nó không được sạch sẽ lắm, nhưng thực sự là nó một cái cốt rất hay. Rồi. 6 triệu thôi nhá. Còn bồ đề này chỉ tầm 4 triệu thôi. 4 triệu thôi. Đây, 4 triệu cây to nhất này. Ôm đá rất lâu năm. Tất nhiên các bác về thì có những ý tưởng sửa dáng lại cho nó nghệ thuật hơn. Phá cách nó đi, chơi nghịch cây hơn. Chơi nguyên tắc quá nó cũng nói thành xưa cũ rồi các bác. Nhàn. Chân bệ, ok này. Đấy, rất là lùn lịch. Và những cái cây cần thăng như thế này rất là rẻ. Chỉ vài trăm nghìn, và có linh trang này, chỉ vài trăm nghìn này. Rất rẻ. Cho các bạn sinh viên mà ra chơi thì rất hợp lý. Hoặc là những người mà không yêu cầu cao mà chơi. Cây linh trang này bao nhiêu tiền cô nhỉ? Xăm to 2 triệu. 2 triệu. Hợp lý đấy. Quá hợp lý. Nhiều khi các bác giật mình vì là không nghĩ là chợ Vạn Phúc mà lại có bao giá nó hợp lý đến như vậy. Đó, các bác nhé. Linh sam này rất nghệ thuật. Gốc to hơn cổ tay nhé. Lại những cây la hán rất là khủng, như một vào một rừng la hán thôi. Con linh sam nữa, con này chắc bằng tiền con kia, khoảng quanh quanh 2 triệu. Đấy là báo giá cho tôi thì rất là chuẩn các bạn nhé. Các bác ra thì có thể nó chơi tranh lên một vài trăm. Nguyệt quế. Đây. Dạ.
con là hán hoành này, rất kinh. Đấy. Rất rậm rạp. Ở đây rậm lắm, khó quen. Sung thôi, sung. Đấy, đằng này vô là khu vực chuyên xanh của cô. Chuyên xanh. Em mua cây nào tiền thôi? Cây me to là con. 15 triệu cây me cô đang tỉa nhé. Cây me này dáng cô tiên chảy tóc. Cô tiên chảy tóc. Đấy, phải đứng ghế mới cắt được. Cao 15 triệu. Còn cây bé chỉ có mấy triệu. Tỉa tốt cho nhìn nó ưa nhìn. Cục này nhiều. Đấy. Xanh cổ. Hồi xanh cổ. Đôi xanh cổ này thì bao nhiêu tiền con? Đôi xanh cổ 20 triệu 2 cân. Cây cổ, trọng cổ, lá nhỏ nó còn biết. Còn hai con này. Đây này em mua cái đôi này đẹp này. Hai cái đôi này là bao nhiêu? Đang nghệ nhân tơ đang cắt tóc cho cô Tiên này. Tiên chảy tóc. Rồi. Tóc rất dài. Còn mấy con xanh quái quái này là vừa bảo bao tiền cô nhỉ? Xanh quái có 3 triệu, cây xanh to đẹp. Đây à, đây đúng không? Đây đây, 3 cây đấy có 3 triệu cây. À. 2 cây này thắt nổ không như dám sửa. Hay đấy nhỉ? Hợp lý quá nhỉ? 3 triệu một cây. Đấy. Được đấy, hợp lý đấy. Này cũng nghịch cây ấy, cũng không đơn giản. Cô bài kế toàn kế ngọt à? Đấy, làm đôi này hay đấy. Nhà phải to anh. Ồ. Con trên kia thì hơi kém. Con này ngày xưa các cụ hay để ôm lục bình lắm, nhưng mà này không chắc gỡ lục bình rồi. Vấn đề là không có nhà to. Rất tan giả. Cây mua được nhà. Đấy. Nhà bé nhưng lại rất thích cây to. To để chuyển lại hết. Đấy. Mất cả chỗ ở chết. Đấy, ông nào có điều kiện tí chơi cây đã. Nhà cửa đàng hoàng. Quá hợp lý. Ủa, thì ở đây mũi hút gần chết. Một đôi rất giống nhau.
chưa bao giờ thấy báo giá cây xanh hợp lý rồi. Cao tầm 1m6 dễ giết, rất quái quái. Xanh này thì quăng quật thoải mái đi. Không cho ôm đá cũng là một cái hay, không ôm đá ôm bình gì cũng là một hay. Đôi đôi đâu phải là một ngày, một ngày hai mà làm xong được như này đâu. Quá rẻ mà. Rồi, hẹn gặp các bác nha.